Ba con giáp là đại gia ngầm khiến cả thiên hạ nể phục. Bạn có phải là một trong ba đại gia ngầm khiến cả thiên hạ nể phục không? Cùng tìm hiểu xem sao nhé. Tuổi Dần. Tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính, muốn làm gì thì sẽ làm hết mình và không bao giờ chịu khuất phục trước người khác. Lại muốn đứng trên vạn người nên tuổi Dần sẽ nỗ lực cố gắng hết mình. Ý chí của tuổi Dần vô cùng mạnh mẽ. Tuổi Dần dù là nam hay nữ thường có xu hướng lãnh đạo, thế nên họ dùng mọi quyết tâm của mình để có được điều mà họ mong muốn, đó là tiền tài và quyền lực. Khi đã có được một khoản kha khá rồi, tuổi Dần lại vô cùng tham vọng, muốn đầu tư làm ăn lớn để trở thành người giàu có. Chỉ tầm 30 tuổi, các bạn tuổi Dần chắc chắn sẽ bứt phá lên và có được nhiều điều mình mong muốn, giàu có, tiền tài, địa vị. Nhiều người cứ nghĩ tuổi Dần tính tình phóng khoáng, ham vui, ham chơi thì sẽ không thể giàu có. Nhưng đến ngày phát hiện ra đây chính là đại gia ngầm thì mọi người mới ngạc nhiên và kính nể. Chắc chắn sau 35 tuổi, các bạn tuổi Dần chỉ có giàu có, quyền lực chứ không bao giờ nghèo khổ. Tuổi Thân. Tuổi Thân hiền lành, tự tin và có quyết tâm cao trong cuộc sống. Họ luôn mong muốn có được vị trí nào đó tốt trong công việc, nên không ngừng phấn đấu và vươn lên. Những người tuổi Thân biết nhún nhường, biết quan hệ ngoại giao, nên có khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Cũng nhờ vậy mà tiền đồ của người tuổi Thân thường sáng lạn và có nhiều cơ hội để làm ăn lớn, thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Từ tuổi 35 trở đi, người tuổi Thân chứng minh được năng lực với cấp trên rằng mình hoàn toàn xứng đáng với vai trò lãnh đạo, có quyền được chỉ thị người khác. Họ quả quyết, giỏi giang, thông minh và luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Bên cạnh đó, tuổi Thân còn có nghị lực, dám chịu trách nhiệm với điều mình làm, nên họ luôn được cấp trên tín nhiệm. Ngoài ra, người tuổi Thân rất chịu khó tích góp về tiền bạc, đầu tư làm ăn, gửi ngân hàng, nên đến khi lập gia đình thì sẽ khiến người khác phải ngạc nhiên vì họ quá giàu, chẳng khác nào đại gia cả. Tuổi Hợi. Bình thường tuổi Hợi ít nói, lại có vẻ rất hùng vã với người khác, không kiêu căng ngạo mạn và vô cùng khiêm tốn trong chuyện tiền bạc, nên nhiều người luôn nghĩ rằng tuổi Hợi chẳng giàu có gì. Tuổi Hợi cũng không nhanh nhẹn quá trong các vấn đề làm ăn, đầu tư tiền bạc, nên không có quá nhiều người nghĩ tuổi Hợi thực sự có năng lực trong các lĩnh vực kinh doanh. Thực chất đó là suy nghĩ sai lầm, vì người tuổi Hợi thường nhu mì, nhẹ nhàng, cẩn trọng nên đối với công việc thực sự muốn làm, họ sẽ vô cùng quyết tâm và thực hiện cho bằng được. Người tuổi Hợi cũng mong muốn sự giàu có, mang lại cuộc sống sung túc cho gia đình mình nên sẽ không bao giờ để người thân phải nghèo khó. Họ làm được nhiều việc nhưng chưa thành công thì sẽ không nói cho ai biết. Do đó không có nhiều người biết tuổi họ thực sự đang làm gì và có khả năng như thế nào. Ngoài 35 tuổi, các bạn sẽ biết ngay sự lợi hại của những người tuổi Hợi. Tự nhiên công việc của người tuổi Hợi trở nên bứt phá hơn, tiền bạc đổ về ầm ầm, sắm xe, sắm nhà khiến cả thiên hạ ghen tị. Có người còn nghi ngờ số tài sản mà tuổi Hợi có được, cho đến khi biết sự thật rằng tuổi Hợi đã phải nỗ lực và cố gắng như thế nào. Bạn có phải là một trong ba đại gia trên đây? Hãy chia sẻ bình luận của bạn nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức hot về 12 con giáp. Cảm ơn các bạn đã xem video.